Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 81 ngày 23, Đấng Giải Cứu Israel. Kinh Thánh Mi-chê đoạn 5 câu 1 câu 2, câu ghi nhớ Mi-chê đoạn 5 câu 1. Hỏi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 câu 2. Kinh Thánh Cựu Ước trang 833, Mi-chê đoạn 5 câu 1 câu 2. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 1. Nếu trong Kinh Thánh của các em chưa tô màu thì các em nhớ tô màu câu số 1 nhé. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ở đây chúng ta có từ Bethlehem là nơi mà Chúa Giê-xu đã được sinh ra đó, cái làng Bethlehem. Và Ephrata có nghĩa là nhà bánh. Bethlehem là nhà bánh, nơi Chúa Giê-xu sinh ra. Chúa Giê-xu được gọi là đấng giải cứu dân Israel. Ở trong phần tìm hiểu em đánh dấu vào câu trả lời đúng nhé. Một, đấng giải cứu Israel sinh ra ở đâu? Bethlehem Ephrata, Jerusalem, Nazareth, Galilee. Ở đâu các em? Ở Bethlehem Ephrata, ở đây. Hỏi Bethlehem Ephrata. Đây. Chức vụ của đấng giải cứu Israel là gì? Sẽ ra cho ta một đấng cai trị Israel. Cai trị trong Israel. Chức vụ của đấng giải cứu Israel là đấng cai trị Israel. Gốc tích của Ngài có từ khi nào? Có phải là năm 1 trước công nguyên không các em? Năm này là năm Chúa sinh ra, Chúa Giáng sinh. Rồi. Từ đời xưa, từ trước vô cùng, năm 1012. Cái nào đúng các em? Câu ghi nhớ của chúng ta đây. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Có nghĩa là Chúa có từ đời xưa rồi. Không có ai sinh ra Chúa, tự Chúa có. Và Chúa có từ ngày xưa, Chúa ở trên thiên đàng. Và đến năm 1 trước công nguyên, không phải năm một thì Chúa đã giáng sinh làm người, nhưng mà Ngài đã có từ trước, từ đời xưa, từ trước vô cùng rồi. Ngài ở trên thiên đàng. Nhận biết Chúa ban cho dân Israel niềm hy vọng về đấng giải cứu sẽ đến để giải cứu họ khỏi tội lỗi và ban cho họ sự bình an trọn vẹn. Niềm hy vọng về đấng giải cứu, để giải cứu khỏi tội lỗi và ban cho sự bình an trọn vẹn.
Niềm hy vọng đó đã được ứng nghiệm và Chúa Giêsu đã ra đời. Ứng nghiệm, Chúa Giêsu đã ra đời hay Chúa Giêsu đã giáng sinh. Em vẽ hình ảnh Chúa Giêsu đấng giải cứu giáng sinh. Mình vẽ một cái hình ảnh tượng trưng cho Chúa Giêsu giáng sinh. Có thể mình vẽ một cái máng cỏ. Và ở đây mình vẽ cái hình của Chúa Giêsu ha. Các em tự vẽ nhé. Sư vẽ không biết là có giống hay không. Rồi, đây là cái gương mặt của Chúa Giêsu rồi. Có thể là cái thân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu được bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Rồi các em vẽ đẹp, các em có khiếu vẽ thì các em có thể vẽ đẹp và tô màu nhé. Cái chỗ trống này. Trong phần cầu nguyện, cảm tạ Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu em khỏi tội. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa. Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu con khỏi tội. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu con khỏi tội. Xin Chúa giúp con nói về Chúa giáng sinh cho các bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa Giêsu đã giáng sinh để cứu con khỏi tội. Xin Chúa giúp con nói về Chúa giáng sinh cho các bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.